Thầy Park cùng với thầy Gông báo tin cực vui với bóng đá Việt Nam. Người hâm mộ hò reo vui mừng, Thái Lan, Indo vỡ mộng. Hợp đồng của thầy Park cũng như là thầy Gông trong thời gian qua là một tin tức vô cùng được người hâm mộ quan tâm. Sau khi những thành công mà hai ông thầy người Hàn với bóng đá Việt Nam, ai cũng mong muốn được gắn bó với hai vị huấn luyện viên này. Mới đây, chính vị thuyền trưởng xứ Kim Chi đã tuyên bố cực vui cho người hâm mộ nước nhà. Vừa cuối năm 2021, huấn luyện viên Park Hang-seo đã kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với VFF. Hợp đồng giữa hai bên sẽ có hiệu lực đến ngày 31 tháng 1 2023. Ngay từ lúc này, việc chiến lược gia người Hàn Quốc có tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam là một vấn đề được nhiều người quan tâm. Trả lời truyền thông Hàn Quốc hôm ngày 19 tháng 6, ông Park cho biết: "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ nói về việc gia hạn hợp đồng 3 tháng trước khi hợp đồng hiện tại kết thúc. Tôi tin rằng người đại diện Lee Dong-jun sẽ lo liệu mọi thứ. Vào tháng 12/2022, AFF Cup sẽ diễn ra. Tôi đã rất thất vọng khi mà không thể vào vòng chung kết AFF Cup 2020. Vì thế mục tiêu lần này là đưa Việt Nam đi đến trận đấu cuối cùng." Ông thầy Park Hang-seo vẫn chưa nguôi ngoài việc đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020. Vì thế mục tiêu số 1 của ông trong thời gian tới là đưa đội nhà trở lại ở đăng quang trong sân chơi khu vực. Nhưng với những tiết lộ của ông Park thì nhiều khả năng ông và VFF sẽ ngồi lại để chốt việc có thêm gia hạn hợp đồng hay không. Trong trường hợp tiếp tục vẫn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông Park sẽ cùng chuẩn bị cho Asian Cup 2023 sau khi AFF Cup 2022 kết thúc. Khi đó thì chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có dịp để đối đầu với hai người đồng hương Kim Park-won và Shin Tae-jang. Trong trường hợp hai bên chia tay sau AFF Cup 2022, ông Park sẽ chấm dứt công việc của mình tại Việt Nam. Với tư cách là huấn luyện viên thành công nhất của đội tuyển Việt Nam từ trước tới nay, có rất nhiều huấn luyện viên trẻ hơn và tuyệt vời tại Hàn Quốc. Tôi sẽ không có cơ hội khi trở về, nhưng bản thân tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc huấn luyện. Vì thế, khi mà có đội bóng nào cần vai trò cố vấn, cho lời khuyên, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Ông Park phủ nhận khả năng trở về Hàn Quốc để dẫn dắt một đội bóng nào đó. SEA Games 31 là một giải đấu cuối cùng của ông Park dẫn dắt U23 Việt Nam, giúp cho đội bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Tôi đã dẫn dắt cả Việt Nam và U23 trong 5 năm, nên có những lúc là chồng chéo và gặp rất nhiều khó khăn. Tại SEA Games 2019, ông gặp Kim Han-chun đã làm tốt công việc của mình với đội U23. Tôi đã bàn với VFF về việc phải chọn lọc và tập trung để tôi chuyên tâm làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia. Với lứa U23 thì có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở hạng dưới, nên việc theo dõi của họ thì là không dễ dàng, chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh. Kết thúc SEA Games 31, U23 Việt Nam cho huấn luyện viên Gong Ki-win dẫn dắt. Chiến lược gia sinh năm 1974 giúp đội giành quyền vào tứ kết giải U23 châu Á dù không được đánh giá cao. Không biết kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam như thế nào, nhưng cá nhân tôi cho rằng việc U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng với một trận thắng, hai trận hòa cho thấy ông Gong Ki-win đã làm rất tốt công việc của mình. Đội cũng có một màn trình diễn đáng khen ngợi ở trận tứ kết dù là thua U23 Saudi Arabia, ông chia sẻ. Theo ông Park, trong những năm qua, bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến lớn, khẳng định vị thế của ông ở Đông Nam Á. Sự tự tin hơn, thể lực thì cũng tốt hơn, nhờ sự quản lý tốt của các chuyên gia. Tình thế, chiều cao của các cầu thủ cũng tốt hơn nhiều. Nhưng, theo ông, bóng đá Việt Nam vẫn còn phải cải thiện thêm một chút để nhiều thứ phát triển hơn nữa. Còn về thầy Gông, vị chiến lược gia này thì cũng bày tỏ ước muốn được làm việc lâu dài với cương vị là huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam. Chia sẻ với báo giới trong ngày 16 tháng 6, huấn luyện viên Gông đã đề cập tới việc gia hạn hợp đồng với ông và VFF, vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Theo đó, nhà cầm quân Hàn Quốc nhấn mạnh ông sẽ không thể một mình quyết định và VFF sẽ căn cứ trên nhiều phương tiện để có quyết định cuối cùng. Tôi nghĩ hợp đồng một năm giữa tôi và VFF không phải là vấn đề quan trọng lắm. Nếu VFF muốn gia hạn, VFF cần tính toán nhiều vấn đề khác nhau. Tất nhiên, nếu gia hạn hợp đồng thì tôi thấy đó là một điều may mắn và đó sẽ tốt cho tôi. Nhưng một mình tôi thì không thể nào đưa ra quyết định, mọi việc còn phụ thuộc vào VFF, ông Gong Ki-win chia sẻ. Đánh giá cao về màn trình diễn của U23 Việt Nam giải U23 châu Á 2022, người kế nhiệm thầy Park cho rằng các học trò của ông đã làm tốt. U23 Việt Nam đã thu lượm được nhiều bài học quý giá, thật sự trưởng thành sau trận chơi này. Nhiệm vụ của tôi sau khi đến Việt Nam là mang tới một đội U23, một luồng gió mới. Các học trò của tôi đã thay đổi khá nhiều. Họ đã dấn thân và trình diễn một thứ bóng đá cống hiến. Đội bóng của tôi dám chơi và tốt dần lên sau mỗi trận đấu. Không hề quá lời khi mà nói các cầu thủ trẻ giỏi và thi đấu rất là tốt, tạo nên một tập thể tốt. Dù vậy, nhà cầm quân Sisok Kim Chi cũng cho biết ông vẫn còn tiếc nuối sau khi mà giải đấu trên đất Uzbekistan kết thúc. Mục tiêu của tôi trước giải là mọi cầu thủ đều được vào sân. Ưu tiên số 1 của tôi là trải nghiệm các cầu thủ, thành tích là số 2.
Ở một giải đấu lớn, dù chỉ được vào sân một phút, cầu thủ cũng sẽ có những kinh nghiệm quý giá của mình. Tuy nhiên, một số cầu thủ không được đá nhiều, đặc biệt là thủ môn Tuấn Hưng, người duy nhất không được vào sân phút nào. Tôi hy vọng sẽ đồng hành với cậu ấy ở những giải đấu tiếp theo, ông Gồng bộc bạch. Khi mà được hỏi về triết lý xây dựng đội bóng thì ông đáp: "Tôi rất thích bóng đá đẹp, nó quan trọng hơn bóng đá thắng. Nếu chỉ quan tâm tới chiến thắng thì cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng nhiều đến thái độ sống, nhân cách và đạo đức. Mỗi khi mà chúng tôi chơi đẹp thì kiểu gì cũng chiến thắng. Chiến thắng trong nhân cách là chiến thắng quan trọng nhất." Ông Công chia sẻ, ông muốn các cầu thủ tuân thủ đúng nguyên tắc nhưng vẫn dành sự tự do nhất định để họ cảm thấy thoải mái. Tôi quan niệm, trong tự do có nguyên tắc, trong nguyên tắc có tự do. Điều đó giúp cho các cầu thủ thoải mái nhất về tâm lý. Vì thuyền trưởng của xứ sở Kim Chi thì cũng không hề quên một lần nữa là tri ân các cầu thủ đã đồng hành cùng với ông trong những ngày tháng qua. Tôi hiểu có lúc họ đã nghi ngờ cách làm của tôi nhưng mà các cầu thủ đã cố gắng tiếp thu, làm theo sự chỉ đạo của tôi để thành quả trong thời gian ngắn nhất. Tôi chỉ biết là cảm ơn các cầu thủ vì sự nỗ lực này. Việc thầy Park và thầy Gông đồng loạt lên tiếng công khai một gắn bó với bóng đá Việt Nam khiến Indo hay Thái Lan vỡ mộng. Thời gian vừa qua, báo chí hai nước này liên tục đưa tin về việc ký hợp đồng giữa thầy Park sắp hết hạn để có thể cướp ông này từ tay VFF. Trước thông tin huấn luyện viên Park Hang-seo đáo hạn hợp đồng với VFF vào đầu 2023, truyền thông Indonesia đã bày tỏ mong muốn có được sự phục vụ của chiến lược gia. Tờ OK Bola mới đây đã đăng tải một bài viết đánh giá năng lực của huấn luyện viên Park Hang-seo, đồng thời nhắm vị trí thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam cho chiếc ghế nóng tại hợp đồng ở Indonesia. Tờ báo này viết, hợp đồng của VFF với huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ còn tới tháng 1/2023. Đây có thể là cơ hội vô cùng tốt đối với Liên đoàn bóng đá Indo để xúc tiến thương vụ này vào ngày này năm sau. Huấn luyện viên Park là nhà cầm quân xuất sắc nhất ở khu vực trong thời điểm hiện tại và ông đã từng giúp U23 Việt Nam vào đến chung kết U23 châu Á và bán kết ASEAN. Trong khi đó ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì cũng đã từng lên ngôi vô địch AFF Cup. Không thể lôi kéo được thầy Park hay thầy Gông, bóng đá Thái Lan từng tính tới phương án chiêu mộ một huấn luyện viên người Hàn. Bóng đá Đông Nam Á đang được xem như là một mảnh đất lành với các huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc, thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo tại đội tuyển Việt Nam và càng có nhiều hơn những chiến lược gia xứ sở Kim Chi đến đây để làm việc. Tới đây, Thái Lan cũng sẽ là đội có huấn luyện viên người Hàn Quốc tiếp quản. Theo đó, truyền thông xứ Chùa Vàng cho biết, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang có kế hoạch sử dụng một huấn luyện viên người Hàn Quốc theo xu thế ở Đông Nam Á, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam. Danh tính nhà cầm quân này thì cũng đã được tiết lộ. Cụ thể, tờ Sam Sport mới đây đã có một bài viết với tiêu đề huấn luyện viên người Hàn Quốc với đẳng cấp World Cup sẽ tiếp quản đội tuyển quốc gia Thái Lan. Trong bài, tác giả đã đề cập tới huấn luyện viên Jun Deok Cho, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Hàn Quốc, tới Thái Lan làm việc trong thời gian tới. Rõ ràng thành công của thầy Park giúp các huấn luyện viên Hàn Quốc được trọng dụng ở Đông Nam Á. Tuy nhiên đến giờ, vẫn chưa ai có thể vượt qua được đế chế mà ông Park đã xây dựng cùng với U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam.